Lúc đó mình còn nhỏ lắm, ngồi trước màn hình tivi mình nhìn, mình thấy các anh lớn á là mặc lá cờ Việt Nam, đọc tên đội tuyển Việt Nam ra là từng đoàn đi ra, từng đoàn đi ra. Lúc đó mình ngồi mình cũng mơ ước lắm, mình mơ ước có một ngày nào đó mình cũng được đứng ở trong cái hàng ngũ đó. Thì cái năm 2009 đó thì mình lại được đứng chung với những người mà mình đã rất là mơ ước, rất là thần tượng. Thì cái lúc đó nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó, mình không nghĩ nó là sự thật. Mình là Nguyễn Trần Duy Nhất, sinh năm 1989, hiện tại là vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực sự thì khi mình chuẩn bị sẵn sàng cho một cái trận đấu á, thì mình bỏ ra cái thời gian rất là dài để mình tập luyện. Rồi trong quá trình tập luyện thì mình tìm hiểu về đối thủ, mình tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ rất là nhiều. Nói chung mình phải cố gắng làm sao mà hiểu về đối thủ nhiều nhất. Cho nên là khi mà face off á, thì mình đối diện với đối thủ á, thì mình cũng tỏ vẻ một cái khuôn mặt nó thật là bình thường lên. Thì lúc đó thì mình sẽ địch thủ sẽ không có đoán được những cái suy nghĩ của mình, cũng như là người ta sẽ không hiểu được về mình đó. Thì nói chung là cái mặt mình càng bình thường càng tốt, để quan trọng là cái tâm lý của mình ổn định thì mình sẽ sẵn sàng cho trận đấu. Thường thì bản thân của Nhất á, khi mà tập võ thì mình nghĩ cái điều đầu tiên là nó mang lại cho mình cái sức khỏe. Cái điều thứ hai nữa, đây là cái truyền thống gia đình của Nhất, cho nên là mình đam mê nó, mình tập luyện nó từ bé. Và mình có cái ước mơ nữa là mình được khoác lên người mình cái áo lá cờ đội tuyển Việt Nam để mình đi tham dự các giải đấu quốc tế. Và khi mình thực hiện cái ước mơ đó thì mình cảm thấy nó vui, hạnh phúc. Và điều mà quan trọng nữa là khi mình được bước lên trên võ đài mình thi đấu, đó chính là cái điều mà mình cảm thấy sung sướng nhất. Còn đối với Nhất, cái chuyện thắng hay thua thì lúc đó nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là Nhất khi mà Nhất bước lên trên cái võ đài đó, Nhất thi đấu và Nhất cống hiến hết khả năng của mình, hết sức của mình, thì là mình đã làm hết những gì mình có thể rồi. Cho dù thắng hay thua thì khi mình bước xuống võ đài mình cũng cảm thấy vui, cảm hạnh phúc, bởi vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Thì còn mọi người á, thì thực sự thì xã hội có rất là nhiều người, người thích mình, người ghét mình, người yêu mình, rồi người thương mình, rồi người không thích mình, rất là nhiều, thực sự là rất là nhiều. Nhưng mà đối với bản thân của Nhất á, thì mình cũng làm đúng cái nhiệm vụ của mình thôi. Mình là một vận động viên, rồi mình tập luyện và mình thi đấu, mình cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, đó là ok nhé. Thực sự thì khi mà đã thi đấu đối kháng thì chắc chắn là không ít thì nhiều, trận đấu nhỏ hay lớn, tất cả mọi võ sĩ khi mà thi đấu đều bị chấn thương, vì không ít thì nhiều thì đều phải bị. Và cái lần mà lớn nhất của Nhất là đó là năm 2012, Nhất thi đấu với một võ sĩ Thái Lan. Thì trong trận đấu đó thì qua 2 hiệp đấu là mình chiếm được ưu thế rồi, ở hiệp thứ ba là hiệp cuối cùng thì mình muốn dồn lên mình tấn công để mình muốn có một cái trận thắng knockout. Thì mình dồn lên mình tấn công thì mình sử dụng cái đòn xoay đánh tay sâu nè, mình đánh mạnh thật mạnh, thì trúng ngay cái phần xương trán của địch thủ. Thì lúc đó cái tay mình dội lại thì mình cảm thấy nó hơi đau đau, mình lắc lắc thì nó nghe nó kêu cốc cốc ở trong này. Thì lúc đó mình cảm thấy tay này nó yếu rồi, thì tầm khoảng 30 giây nữa thì cái trận đấu nó kết thúc thôi. Thì mình mới cái tay đó lúc đó nó yếu thì mình ôm lại, mình đánh một tay này với 2 chân còn lại, mình di chuyển cho nó hết trận đấu đó. Thì sau khi mà kết thúc trận đấu thì mình được công bố thắng điểm, nhưng mà khi xuống dưới thì mình cứ cầu nó thôi, mình nghĩ nó là bị cơ hoặc là bị những cái đơn giản thôi. Nhưng mà lúc đó mình đi chụp phim thì thấy nó gãy làm đôi luôn. Thì lúc đó là rất là buồn, tại vì bản thân của Nhất là một người thích tập luyện, thích thi đấu, rồi nói chung là mình thích hoạt động. Thì sau khi mà bó cái bó bột đó là giống như là ở yên một chỗ vậy, không làm gì được, không đi thi đấu, không có cùng với mọi người tập luyện được. Thì mình mất khoảng 6 tháng thì mình mới có thể trở lại thi đấu được. Và cái lần đó, thì đó là cái chấn thương mà nặng nhất của mình. Lúc đó vô bệnh viện thì bác sĩ nói là cái này phải mổ ra, xong rồi ráp lại thì cái xương của mình nó sẽ thẳng, bắt vít vô thì nó sẽ thẳng. Thì mình suy nghĩ, mình là một vận động viên thi đấu mà khi mà sử dụng dao kéo mổ nhiều quá nó sẽ rất là bị ảnh hưởng. Tại vì bây giờ mình mổ mình bắt vít vô, sau này khi mình chuẩn bị thi đấu cái gì đó mình muốn tháo vít ra mình lại phải mổ, là tháo ra lại. Thì mình nói là thôi bác sĩ, bây giờ cứ
căng lên rồi bó cho em đi để nó méo xíu cũng được, không sao đâu đó. Thì lúc đó là bác sĩ nói ờ thôi thì theo cái suy nghĩ của em, thì lúc đó là bác sĩ bó luôn, bó cho mình. Thì lúc mà mình đeo cái bột trong tay á, mình cứ nhìn thấy bạn bè mình, đồng đội của mình tập luyện mà mình không làm gì được hết thì mình rất là buồn. Thì mình cũng đi xuống dưới phòng thôi, thì mình đi xuống dưới phòng ngồi coi mọi người tập đó. Thì ngồi coi mọi người tập xong rồi có cái anh kia anh đi ngang qua, anh mới giờ mình, anh nói mày thi đấu bị gãy tay lấy quá bột thì chắc mày hết thời rồi đó. Thì cái câu nói của anh đó làm cho mình về mình suy nghĩ nhiều lắm, mình suy nghĩ nhiều. Xong rồi cái mình mới thấy ở ngoài á, bên ngoài cái cuộc sống của mình có nhiều người á, người ta sinh ra người ta bị cụt tay cụt chân, bị thiếu thốn rất là nhiều, nhưng người ta vẫn đi bán vé số để có thể mưu sinh cho cuộc sống của họ, họ có thể nỗ lực họ làm việc. Mình may mắn hơn, mình sinh ra mình lành lặn, mình chỉ có bị có một chấn thương chút xíu là gãy tay thôi thì mình sẽ không bỏ cuộc đó. Thì qua ngày hôm sau là mình xuống mình trở lại mình tập luôn đó. Thì mình tập với hai chân với lại cái tay còn lại, thì mình tập những cái bài tập mà nó hỗ trợ cho hai cái chân với cái tay đó. Thì mình vẫn đeo cái bột bên tay này, còn hai chân với tay còn lại thì mình vẫn tập. Thì mình tập, sau khi mình tập xong thì khoảng 6 tháng á, thì mình quay trở lại mình thi đấu. Thi đấu liền thì nó được rất là nhiều kết quả tốt. Chứ mình không có nằm yên một chỗ để mình chờ đợi, mà mình vẫn duy trì tập luyện trong cái quá trình mình bị chấn thương. Đó là cái dấu mốc đầu tiên khi mà lần đầu tiên nhất được khoác áo đội tuyển quốc gia đi thi đấu, đó là năm 2009 tổ chức tại Thái Lan. Thì ngày xưa năm 2002 á, thì ở Việt Nam mình tổ chức cái SEA Games á, đăng cai cái SEA Games 23 đó. Thì mình ngồi lúc đó mình còn nhỏ lắm, ngồi trước màn hình tivi mình nhìn, mình thấy các anh lớn á là mặc lá cờ Việt Nam, đọc tên đội tuyển Việt Nam ra là từng đoàn đi ra, từng đoàn đi ra. Lúc đó mình ngồi mình cũng mơ ước lắm, mình mơ ước có một ngày nào đó mình cũng được đứng ở trong cái hàng ngũ đó để được đi thi đấu các giải đấu. Thì cái năm 2009 đó thì mình lại được đứng chung với những người mà mình đã rất là mơ ước, rất là thần tượng. Thì cái lúc đó nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó, mình không nghĩ nó là sự thật. Thì mình được đứng chung với là những người đó, rồi cũng cầm cờ Việt Nam, rồi cũng đi diễu hành chung luôn đó. Thì cái đó là một trong những cái cột mốc mà nó đánh dấu cái sự nghiệp của Nhất, là bắt đầu mình theo cái đội tuyển quốc gia. Và từ đó thì cái sự nghiệp thi đấu của mình bắt đầu gắn liền với đội tuyển quốc gia miết tới bây giờ luôn. Cái điều mà Nhất nghĩ mà mình biết sớm hơn một chút đó là mình nghĩ rằng là cái bộ môn Muay Thái nó được được phổ biến hơn, cũng như là được nhiều người quan tâm hơn, nhiều người tập luyện nó hơn. Thì Nhất nghĩ là bây giờ cái phong trào Muay Thái cũng như là võ thuật tại Việt Nam của mình nó sẽ rất là phát triển so với những nước ở trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Thì ở Việt Nam mình nó mới phát triển đây thôi, và bắt đầu Việt Nam mình mới có những võ sĩ đi ra nước ngoài thi đấu, còn trước đó thì không có. Và Việt Nam mình chỉ gói gọn ở trong thôi, nhưng mà lúc mình gói gọn thì các nước ở láng giềng mình như Thái Lan, Lào, Campuchia hoặc là Myanmar rồi thì người ta đã đi đấu quốc tế rất là nhiều rồi. Thì Việt Nam mình lúc đó cái phong trào võ thuật nó chưa phát triển, mình chỉ chơi lòng vòng trong nước thôi. Đó. Nhưng mà đến bây giờ thì mình mới bắt đầu có những võ sĩ để đi ra quốc tế thi đấu. Thì mình ước gì là ở Việt Nam mình là có cái phong trào võ thuật quốc tế để cho các bạn võ sinh tập luyện, các bạn có thể thể hiện khả năng của mình. Thì giờ này Nhất nghĩ là các giải đấu cũng như là cái phong trào tổ chức võ thuật ở Việt Nam của mình nó sẽ rất là rầm rộ. Năm 2014 thì cái nền võ thuật chỉ phát triển vòng vòng ở trong nước. Thì đối với bản thân của Nhất thì lúc đó mình cũng được đi tham gia thi đấu vài cái giải đấu quốc tế rồi, thì mình mới quay về. Và lúc đó thì cái ở những cái phòng gym hay là những cái phòng tập đó, thì võ thuật nó rất là hạn chế, chỉ có những ai mà yêu thích võ thì phải đi đến những trung tâm, sau đó thì mình phải đăng ký vô trong đội tuyển, thì chỉ có người trong đội tuyển mới được tập võ thôi. Còn thí dụ như những người mà chơi thể thao bình thường ngoài đường là không có chỗ để tập đó.
thì mình mới có một cái suy nghĩ là mình sẽ, lúc đó mình là đang là vận động viên, mình sẽ mở một cái phòng tập ngay quận nhất luôn, ngay chỗ sân đá banh Tao Đàn á, thì mở mở cái phòng tập đó ra. Cái thứ nhất á là từ phòng tập đó mình có thể tìm được những người có chung niềm đam mê với mình, họ cũng yêu thích võ, họ cũng yêu thích bộ môn Muay Thái, thì họ đến với mình đó, cùng tập luyện ở đó và cùng phát triển. Cái thứ hai nữa là mình sẽ, từ đó mình sẽ tìm kiếm ra những bạn trẻ, những người có năng khiếu, những người có yêu thích giống như mình, để mình vừa tập luyện vừa thi đấu và hỗ trợ cho các bạn để cùng phát triển lên cái bộ môn này. Thì lúc đó mình mở ra, mình không suy nghĩ là từ cái phòng tập đó là mình có thể kiếm tiền được đó. Thế hàng tháng là mấy anh em tập luyện là có người vô tập thích thì đóng, không thích thôi, dạng như là cái nơi để mọi người chơi chung với nhau thôi đó. Thì mình mở ra đó thì có mỗi tháng là nó chỉ duy trì đủ cái tiền để mình có thể trả cho cái mặt bằng đó mình mướn thôi. Xong rồi đến tầm khoảng 2 năm sau á thì mới nhiều người, mới lúc đó là mình bắt đầu mình có một cái đội ngũ là học trò của mình rồi, thì mình mới huấn luyện lại cho các bạn là cái cách mà các bạn có thể dạy cho khách được đó. Xong rồi lúc đó là mình mới phân giờ ra cho các bạn, giờ nào mình dạy rồi giờ các bạn dạy, mình mở rất là nhiều lớp. Thì lúc đó bắt đầu nhiều người biết đến mình hơn, thì nhiều người đến cái phòng tập đó và họ muốn tập luyện giống như là một bộ môn thể dục thể thao bình thường đó. Thì mình sẽ tập cho họ và từ đó bắt đầu là mình có cái thu nhập cho cái phòng tập đó, là từ từ đó mình có thu nhập rồi. Xong dần dần là mình có được cái thu nhập đó rồi bắt đầu mình mới mở thêm một phòng tập nữa ở bên quận 5, ở bên Trần Hưng Đạo quận 5 đó. Thì lúc đó là gặp vợ của mình ha, thì vợ mình mới là hậu phương của mình, mới giúp mình quán xuyến những cái việc mà mình ở nhà, lúc mà mình đi thi đấu thì vợ ở nhà phụ cho mình lo lắng tất cả mọi thứ. Rồi đó thì mình mở ra phòng tập ở quận 5 đó nữa, xong mình phát triển dần dần lên, xong bây giờ là mình mở thêm một phòng tập nữa, là hiện tại mình có 3 phòng tập. Thì ngoài cái việc mình đi thi đấu đó, thì mình sử dụng cái phòng tập đó để mình có thể nuôi sống gia đình mình và nuôi sống những cái bạn võ sĩ mà đi theo mình đó. Thì từ đó là các bạn có thu nhập khi mà các bạn ở phòng tập của nhất, để trở thành một cái võ sĩ, vừa thi đấu vừa có thể kiếm tiền sinh sống ở trong bằng cái niềm đam mê của mình. Thực sự thì sai lầm thì đối với bản thân của Nhất, khi mà mình lúc mà còn trẻ mình thi đấu á, mình không có nghĩ gì đến cái hậu quả đâu, thực sự là vậy. Thi đấu là hết mình, xả cửa thoải mái luôn, đánh hết ga hết số luôn đó, về nhà chấn thương bầm dập tùm lum la đó. Nhưng mà khi những cái chấn thương đó nó đến với mình nhiều quá thì sau này nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình rất là nhiều, nên là dần dần khi mình lớn tuổi lên hơn á thì mình thi đấu nó kỹ hơn đó. Cho nên là mình cũng muốn có một cái lời khuyên đến các bạn, khi mình thi đấu á hoặc là mình tập luyện á thì mình phải cẩn thận về cái những chấn thương, bởi vì tất cả các võ sĩ, các vận động viên ai cũng sợ chấn thương. Nếu mà chấn thương xảy ra thì có thể là cái niềm đam mê của mình, cái sự nghiệp của mình nó sẽ chấm dứt ngay khúc đó luôn đó. Cho nên là khi các bạn tập luyện hoặc là các bạn thi đấu thì mình luôn luôn cẩn thận, luôn giữ gìn cho mình một cái thể trạng cũng như là cái điều mà mình có thể sẵn sàng trước trận đấu nè, vô trong trận đấu và sau khi kết thúc trận đấu thì về mình phải có cái sự thả lỏng để giúp cái cơ thể của mình nó hồi phục. Nói chung là nó có một cái bài để giúp cho mình vừa sẵn sàng trước trận đấu, trong trận đấu và sau khi kết thúc trận đấu. Thì các bạn kỹ càng trong những cái việc đó, mình đừng có bỏ qua những cái phần nào hết, thì lúc đó cái độ bền của các bạn sẽ dài ra. À, và quan trọng hơn nữa thì khi mà mình thi đấu võ, thi đấu thể thao đỉnh cao thì cần các bạn phải giữ gìn sức khỏe, rồi không sử dụng những cái chất kích thích đồ này nọ, những cái bia rượu đồ nhiều đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình đó. Đối với bản thân của Nhất á, thành công có nghĩa là lúc nào mình cũng quên đi cái chiến thắng của mình, và cái thất bại là mình phải nhớ đó. Đó chính là cái sự thành công của mình. Bởi vì nếu mà mình mà cứ nghĩ hoài cái chiến thắng thì mình sẽ không thể nào tìm được cái chiến thắng tiếp theo đó. Còn nhưng mà cái thất bại á, chính là cái điều mà mình phải nhớ nó nhiều. Tại cái thất bại chính là những cái điểm yếu của mình, những cái điểm khuyết của mình. Mình nhìn vô cái thất bại đó để mình có thể chỉnh sửa, để
cái cơ thể của mình cũng như là cái suy nghĩ của mình nó tốt hơn để mình sẽ sẵn sàng chinh phục cái tiếp theo mà mình né những cái thất bại đó, vượt qua những cái thất bại đó. Đối với Nhất khi mà lọt vào top 30 Under 30 đó, năm 2019 đó, nó cũng đánh dấu một cái cột mốc cái tuổi của Nhất là ở 30 tuổi. Lúc đó thì mình cũng bước qua một cái trang mới, đó là mình chững chạc hơn, rồi mình có nhiều cái suy nghĩ hơn cho một cái công việc nào đó, hoặc là mình chuẩn bị dự định cho những cái công việc nào đó thì mình có cái sự suy nghĩ, có sự tính toán để mình kỹ càng hơn, chứ nó không còn lộn xộn như là lúc mình còn trẻ kia. Thì bây giờ cũng như vậy, thì từ từ cái đợt đó thì tới bây giờ thì cái công việc của mình nó cũng ổn định rồi, mình gia đình, cuộc sống gia đình nó cũng ổn định, và bây giờ là mình đang tập trung vô để mình phát triển cho những bạn thế hệ trẻ, những người mà có cái niềm đam mê đối với mình và yêu thích giống như mình vậy đó. Bây giờ mình đầu tư cho các bạn để sau này thì khi mà Nhất không thi đấu nữa thì các bạn thi đấu đó. Khi các bạn thi đấu thì cũng giống như là chính Nhất thi đấu vậy.